Tết đến, thầy trò hồ hởi đón xuân sang. Chúc mừng năm mới 2021. Các em học sinh cuối lớp 2, bài học hôm nay của chúng ta đó là bài số vị chia số kia thương. Ở đây có 6 viên kẹo được chia làm 2 phần, tạo phép tính chia 6 chia 2. Bây giờ các em hãy đoán xem trong phép tính chia 6 chia 2, số nào được gọi là số vị chia, số nào được gọi là số chia? Cô chắc chắn rằng có một số bạn đã đoán ra rồi đấy. Đáp án của cô đó là 6 được gọi là số vị chia, 2 được gọi là số chia. Các em lưu ý, số đứng trước dấu chia được gọi là số vị chia, số đứng sau dấu chia được gọi là số chia. Vậy thì em hãy cho cô biết kết quả của phép tính chia được gọi là gì? À, kết quả của phép tính chia được gọi là thương đấy các em ạ. À, các em lưu ý, phép tính 6 chia 2 cũng được gọi là thương đấy. Các em thấy có dễ không nào? Các em lưu ý, chúng ta hãy học thuộc thành phần tên gọi của phép tính chia để áp dụng làm bài tập thật tốt nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chào và tạm biệt các em.